Đà Nẵng đang tích cực hoàn thiện một sản phẩm du lịch mới để thu hút du khách sau quãng thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đó là chương trình thí điểm Đà Nẵng về đêm, Đà Nẵng by Night. Chương trình dự kiến có 10 nội dung chính với điểm nhấn là dự án trang trí ánh sáng nghệ thuật theo chủ đề Dòng sông ánh sáng dọc hai bờ sông Hàn từ cầu Thuận Phước tới cầu Trần Thị Lý. Đáng chú ý còn có bãi biển đêm Mỹ An và phố du lịch đêm An Thượng. Chương trình Đà Nẵng về đêm, Đà Nẵng by Night sẽ được tổ chức thí điểm trong 3 năm, từ nay cho đến năm 2023.